Hello mọi người nha, mình là Quyết Quet Bonito ơi. Quỳnh chào mọi người đi nào. Quỳnh nào. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi Quỳnh. Đây, xin chào mọi người nào. Xin chào mọi người. Cháu là Quỳnh. Ok, đây là Antonio nha cả nhà. Antonio. Ok, xin chào mọi người nha. Ông đang nghĩ cái gì rồi? Đây còn Maria này. Ok, xin chào mọi người nha. Đấy, Maria vừa đội được đi mượn cái gì về đây? Để chắc là giã là sẵn à? Tapizza kia cần đấy. Còn kia là Maxi kìa. Mình vừa xuống dưới này. Thấy các bạn ấy đang làm việc rất là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem một lượt xem thế nào nha mọi người nhé. Ở phía trước nhà này thì các bạn ấy đã cuốc xong hết rồi. Các bạn ấy đã cuốc xong hết ở phía trước nhà rồi này. Mọi người trông này. Và Antonio cũng đã cất những cái cây tre kia lên trên này. Ở phía ngoài kia các bạn đã cuốc hết rồi. Xung quanh đây cuốc hết rồi. Đó, mọi người trông. Và đặc biệt là mọi người vào trong này sẽ thấy là dàn su su. Dàn su su là các bạn ấy đã làm xong dàn su su rồi đây này. Khán giả cứ giục mãi dàn su su. Mình cũng không nhắc các bạn ấy đâu, thế nhưng mà các bạn ấy tự động các bạn ấy làm. Đấy. Các bạn ấy thu xếp công việc và các bạn ấy làm đã xong cái dàn su su này rồi. Các bạn ấy làm bằng cái gỗ này, tuy nó bé bé cái thanh gỗ thanh củi này, thế nhưng mà những cái thanh này nó rất là chắc đấy cả nhà. Khá là chắc đấy. Không biết là đến mùa mưa tới là gió thổi nó có đổ hay không, nhưng mà hiện tại thì cái gỗ này là cực kỳ chắc. Với lại là các bạn ấy chọn những cái này, các bạn cắm xuống dưới này xong là đến mùa mưa là nó lại ra rễ, mà nó phát triển luôn thì có khả năng cái giàn này nó cũng sẽ vững. Đấy, mấy con dê này các bạn này, mấy con dê con kia nhảy, con kia định nhảy à? Con kia có nhảy không? Nhảy không? Không biết có nhảy không? Mấy con dê con nhà bạn đi chạy quanh vườn nghịch ngợm. Đây, cây su su này các bạn cũng đã vắt lên trên này rồi nhá. Các bạn vắt lên rồi này. Bắc luôn, hai cây su su ở đây. Cho lên rồi. Antonio Maria on tanh. Lui, aqui. Como aqui? Nós tem. Bem aceso mesmo. Ontem nós estamos tipo do que nunca. Não dormia à noite? Só 22 horas. Dormi tarde ontem. Ontem também claro. Já está a comer bem. Vê bem no prato, vê bem o que é que está no prato. Ok. Sim, vimos tudo bem ontem. Bem mesmo. Mọi người trông. Ok. Ok. Hôm qua nhà bạn ấy có ông chú đến gửi mấy con dê sao mọi người, đến gửi mấy con dê ở trong chuồng. Tí này chúng ta đi xem là ông chú gửi như nào nhá. Cho Patty chào mọi người cái nào. Patty ơi, ta bring ca kể à Patty? Bà mang cà chua ra bà dẫm này. Patty chưa chào mọi người à? Cháu tên là gì? Patty gì? Cháu là Patty gì nhỉ? Cháu là Patty Tham Ăn. Cháu tên là Patty Tham Ăn. Mọi người trông thấy Patty mỗi ngày một béo nha, một xinh gái ra đấy. Ngày trước thì trông gầy, béo, nheo nheo, bụng to. Ngày xưa là bụng to là do suy dinh dưỡng đấy, không chỉ là run không đâu, nhưng mà còn do suy dinh dưỡng bụng cũng to đấy nha mọi người ạ. Kê. Kê. Các bạn đang cười các ông bạn đến đây đi mua rượu uống rượu ở đây, nên bây giờ là uống xong bây giờ là thôi không đi bộ nữa mà đi bằng mông. Cả làng bây giờ đang cười ông ấy, ông uống rượu bây giờ là đi bằng mông chứ không đi bằng chân nữa rồi này. Bên này người ta cũng uống rượu khá là nhiều đấy. Ở đây bên nhà Sô Bà nhé mọi người, bên nhà Sô Bà thì nhà bà đã chuyển xong sang bên này, cái cánh cửa chính sang bên này, lợp mái xong, nắng nền xong, và những cái tôn thừa mà trước mình mua cho thì bây giờ là lợp thành một cái hiên này. Đấy, thành một cái hiên này này. Asinta Kinta Mutu Bonita. Mọi người trông một cái hiên ở đây nhá. Cũng khá là đẹp khi mà ông bà sử dụng cái tôn để làm cái hiên như thế này. Rồi, đi lên trên này tiếp nào. Lên trên này tiếp nha. Rồi, bây giờ đi xem chuồng dê của các bạn này. Mình xuống, mình nghe thấy các bạn bảo là hôm qua có ông chú xuống gửi mấy con dê. Thế nhưng mà sau đấy là mình có bảo các bạn là tình hình mấy ông chú có gửi dê như thế này thì để xem con nào đẹp này, giữ lại. Con nào đẹp thì mang đổi mọi người. Đây. Bây giờ chuồng dê nhà bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. Gọi là 8 con dê to ấy mọi người. Hai con kia đang ngoáy nhau à. Ôi dồi. Ôi dồi. Ghê vậy. Wow. Con này ngoáy nhau kinh vậy. Ôi giời. Đập vào cái chát đấy. Đó. Thì mình đang bảo các bạn ấy là hôm sau sẽ đổi cho ông chú cái con dê đực to hơn mọi người. Con dê có thể là con dê đực trắng kìa, với lại con xám. À, để mọi người xem nhé, mọi người xem con đực với con xám này con nào hơn này, để bảo cho các bạn đổi nha mọi người nhá. Đây. Đây. Hai con đang quánh nhau nhé. Đây, hai con đang quánh nhau này này. Wow, mọi người tư vấn đi. Ngồi nhau ghê vậy. Mọi người tư vấn nhé, xem là các bạn ấy nên chọn đổi con nào, vì là ông chú nhà các bạn ấy là cũng đồng ý cho các bạn đổi con, với lấy con dê hôm trước bạn mua rồi đấy. Con dê kia thua chưa? Đánh nhau ghê vậy, không biết con nào gãy sừng không à? Một con thì bị xích. Rồi, mọi người xem nhé, hay là để quay cho mọi người xem, đợi nó phân thắng bại thì xong rồi con nào thắng thì ta lấy nhỉ. Hiện tại bây giờ con trắng thì to hơn con xám mọi người ạ. Kinh vậy, đánh nhau ghê vậy. Rồi, thế nhá, cứ để cho chúng nó đánh nhau đi. Rồi, đi lên tiếp trên này. Mọi người thấy đất ở trên này các bạn ấy cũng đang tiếp tục cuốc. Trước đây là trên này trồng sắn này, trồng ngô này, thế xong đến là trồng đỗ xanh nữa. Thế bây giờ là tiếp tục ở đây các bạn ấy cuốc theo bậc thang, từng luống bậc thang. Cũng dựa trên cái luống cũ đấy, nên là các bạn ấy cuốc. Hiện tại thì bây giờ là Tông với Nelson thì vẫn đang làm việc. Còn Maria chắc là đang chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người. Antonio thì làm những cái việc quanh. Chào mọi người, Tông, Nelson ơi. Chào mọi người, chào mọi người. À. Santi como hoje trabalha? Não, tá sentindo bem. Tá sentindo bem? Tão senti como? Não, tudo bem, tudo bem. Bem mesmo? Sim, hoje é domingo. Hoje Maria fazia que almoço para você? Almoço, almoçamos arroz. Arroz? Sim, arroz com quê? Arroz simples. Simples só? Sim. Não tem nada? Não temos nada. Temos saci hoje também. Não temos nada para o jantar, só temos uma quizaca, eu fiquei, a fuba. Não tem peixe, vamos comer fuba sempre. Acabar peixe já? Peixe acabar. Então, como é assim, aguentar trabalhar? Assim, não, assim. Não, tem que ter para entrar bem o fundo, tem que ter um peixe, um conduto, qualquer coisa aí para acompanhar. Ok. Chắc là các bạn ấy mới hết cá hôm qua đấy mọi người, hết cá khô thứ hôm qua, chắc hôm nay chắc là buổi trưa nay ăn cơm không với lại là lá sắn. Đây, nhìn từ trên này xuống. Mọi người nhìn để ý mái nhà của nhà Antonio, cái tấm năng lượng mặt trời giờ này nó vẫn đang còn bắt nắng nhá. Giờ này còn bắt nắng. Bởi vì thực tế ra thì mình cũng đã chọn hướng để đặt cho cái tấm này nó phù hợp ấy. Nên là buổi sáng khi mà nắng lên là nó đã bắt nắng rồi, và chiều muộn nó vẫn đang còn nắng ngả vào đó. Nên là cái tấm này nó sạc từ sáng cho đến chiều thoải mái luôn, nó không bị che nắng, kể cả là những cái cây to kia nó cũng không bị ngả nắng vào đâu. Đó. Mình xuống này bây giờ công việc chỉ là để review cho mọi người xem công việc các bạn ấy làm như thế nào. Còn cụ thể chi tiết các bạn ấy, một ngày làm việc của các bạn ra sao, các bạn bắt đầu từ chỗ nào thì mọi người xem trên kênh anh chàng Châu Phi nhé. Đôi khi vợ chồng bạn lại còn đi quanh đâu đó quay những cái thứ rất là thú vị ở bên này Châu Phi, rồi là bản làng, rồi anh em bạn bè bên này cũng khá là thú vị khi mà mọi người theo dõi trên kênh anh chàng Châu Phi. Chỉ mỗi tội rằng là khi mà các bạn quay về quyết dịch cho khán giả Việt Nam mình xem thì mệt lắm, bởi vì là mất rất nhiều thời gian để ngồi dịch một cái video của các bạn quay nhé. Rồi, chúng ta đi xuống đi. Đi xuống thì thấy hai thằng dê kia vẫn đánh nhau. Để xem tí chúng nó đánh nhau như thế nào này. Đấy, mọi người trông, hai thằng này vẫn đánh nhau, chưa thằng nào thắng cả. Thằng kia nó bị buộc cho nên là khả năng là nó yếu thế hơn, nhưng còn nếu như mà thả ra thì chắc là nó oánh tung chuồng ấy. Mấy con dê con nhà bạn ấy thì hay chạy ra ngoài chơi lắm, tại vì nó nhỏ, nó chui quạt qua cái chuồng này mà mọi người. Năm nay Antonio chắc là sẽ phải thu xếp tiếp thời gian để tiếp tục gia cố cái chuồng này lại. Tức là mỗi năm các bạn lại phải gia cố chuồng một lần, hoặc là chỉnh sửa lại mái. Vì mùa mưa sắp tới thì cái mái cũ này nó cũng sẽ bị rột, cho nên bạn sẽ phải chỉnh sửa lại. Hai thằng dê này nhau ghê, bộp 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 bộp. Đây, hai vợ chồng bạn ấy đang chuẩn bị đồ ăn. Antonio, ta con gì nha kể. Oggi hai na almoço. É, Tông falou almoço de arroz. É, ele quer comer só, ele não. É matar bicho, não é almoço. Ah, é matar bicho. À, thế này hóa ra là như Tông bảo đấy là ăn sáng mọi người, đấy ăn sáng, nhưng mà các bạn đi chả biết làm ăn bận bịu như nào, nhưng bây giờ chưa ăn trưa, hiện tại chưa ăn trưa, nhưng bây giờ đã 16 giờ chiều rồi này, bây giờ đã 16 giờ chiều mà còn chưa ăn trưa đây này. Maria thì tiếp tục là lá sắn nhé. Mọi người thấy bên này rất hay ăn lá sắn luôn. Bên này ăn lá sắn cực kỳ nhiều. Cái quan trọng là các bạn đi giã như thế này xong các bạn nấu rất là kỹ. Một cái nồi lá sắn các bạn nấu cả hàng tiếng đồng hồ, mấy tiếng đồng hồ, có khi là còn hôm sau nấu lại nữa. Cho nên là không sợ độc, không sợ gì cả. Rồi, thế hôm nay xuống review nhanh cho mọi người một chút như thế. Công việc của các bạn ấy làm có vẻ là cũng trôi chảy. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nhé. Antonio ơi, chào mọi người đã nào. Ok, tạm biệt mọi người nha. Ok, xin chào mọi người nha. Rồi, mình cũng chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày xem video vui vẻ.